À, có một câu chuyện niệm Phật giảng sanh à. Vị này không biết chữ nào hết, chỉ biết niệm Phật thôi. À, khi ông cuối đời biết ngày giờ giáng sanh thì nhiều người đến gần nói rằng là người niệm Phật giáng sanh nào cũng biết ngày giờ ra đi đều để lại một bài kệ. Riêng ông cũng để lại một bài kệ để nhắc người sau. Ông nói rằng ông không biết chữ. Nhưng nếu các vị nói gì thì tôi cũng để lại mấy câu. Ông nói tu hành là phải làm thật. Việc này không giả được. Nhiều thôi. Vậy mà người ta ngẫm nghĩ nói à, có đạo lý. Xong câu đó người ta cứ tiếp tục. Người ta truyền từng đời. Tới đời những đức thì cũng tiếp tục nêu lên. Không biết chữ gì hết, rất đơn giản, rất bình dị. Chỉ có một câu Phật hiệu chân thật niệm, biết ngày giờ giáng sanh. Đây là câu chuyện mà Thượng Tịnh Không ngày kể. Tu hành là phải làm thật, việc này không giả được quý vị. Thí dụ, bây giờ, tới giờ lên tu, mình không lên tu. Vì sao? Phù hợp với nhân quả, mình niệm Phật giáng sanh, đúng không? Thí dụ như mình với người ta niệm Phật, mình không niệm Phật thì người ta thành tựu cái việc niệm Phật giáng sanh. Bản thân mình làm sao thành tựu được cái việc giáng sanh. Nên tu hành là phải làm thật, việc này không giả được. Đó. Thí dụ như giờ cái đạo tràng không chung gì à, tới giờ mình lên mình tu, mình không lên tu, mình để cái hình mình không tu thì mình đâu làm thật đâu. Nên mình phải làm thật. Và tới giờ mình đúng giờ giấc mình lên mình tu nghiêm túc nhiệt tình. Vì thời gian con người nó đi qua mau lắm quý vị. Đừng để nó luống quá uổng vậy lắm. Đến khi cần tư nghiệp chúng ta rất hối hận. Vì mỗi ngày không chịu quân tập à, không chịu quân tập. Đó là một câu chuyện mà không biết một chữ nào niệm Phật giảng sanh. Ông để là cái câu phải làm thật. Niệm Phật phải làm thiệt. Phải tin Đức Phật A Di Đà cứu độ. Nó còn cái câu chuyện mà niệm Phật giảng sanh. Những đức cũng thường kể nhiều lần. Nhưng mà kể lại thì chúng ta vẫn là gây dựng tín nguyện niệm Phật. Thì biết rằng là cái căn tính chúng ta đó nó dễ bị dao động lắm. Nếu không chuyên nhất một người có tính tâm dẫn dắt là bữa nay đầu này mai đầu nọ đầu kia nghĩa là cả bản thân mình đi đến một cái nơi nào đó, một người đứng đầu vị trí mà họ không có một phương hướng chuẩn xác thì bữa nay họ đổi này mai họ đổi kia, bữa nay họ kêu người này nói với vị nghe, ngày mốt họ kêu người nọ nói với vị nghe. Mà Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng một nghe một người là một con đường, nghe hai người là hai con đường, nghe ba người là ba con đường. Một lúc bạn đi hai con đường còn không được, không chỉ là ba con đường. Thí dụ như có những người, người ta cũng muốn đào tạo cho những người đem tịnh độ giới thiệu, nhưng mà không khéo là cái đại chúng không được lợi ích gì hết. Vì đem cái đại chúng ra để mà người ta rèn luyện, để người ta tập sự thì những cái người mà ở dưới bên dưới thì mất phương hướng hết trơn. Tại vì cách người này nói này, người cách người kia nói nọ, nói kia, nó tứ tung lăng tăng. Giết mình mất phương hướng, mình không có đường lối tu tập gì hết chứ. Cái này nguy hiểm lắm quý vị à, giết từ từ rồi quý vị, giết quý vị lạc lẽo đối với cái pháp niệm Phật luôn á à. Nên phải thúc đẩy từ một người mà có một tư tưởng mạnh mẽ, quyết đoán, mục tiêu chuẩn xác. Hành trì lâu dài nó mới có kết quả. Phải nhớ chỗ này nó. Nên cái câu chuyện mà cái bà cụ này bà cũng biết Phật Pháp. Cái này là nhiều người cũng bị nè. Mà giống như biết Phật Pháp mà cứ được hướng dẫn giống như tu phước thiện thôi. Nhất là cái việc
mà cứ nêu cái việc đây là phước báo lớn này, đây là công đức lớn này, làm này phước lớn này, làm này công đức lớn này. Cái này là cái mà không khéo nó dẫn dắt mình đi, nó dẫn dắt mình đi, mình cứ chạy theo gì đó. Rồi bữa nay lại ở đây lại này, cầu cầu nguyện cho con cháu người thân này, ngày mốt đi lại chỗ này chỗ kia chỗ nọ, đi tứ tung lang thang để lễ lại cầu xin. Thì gia đình này có một người con trai cưới vợ, một người con dâu này biết niệm Phật, về khuyên mẹ chồng con lập ngôi Tam Bảo ở gia đình, mẹ cứ chuyên niệm một Đức Phật A Di Đà, chuyên lại một A Di Đà Phật, đừng đi lễ lại đâu thêm nữa. Người mẹ chồng này rất đặc biệt, nghe lời người con dâu hướng dẫn, người mẹ chồng cứ ở nhà chuyên lễ A Di Đà Phật. Đến một ngày nọ buổi sáng, người làm mẹ này nói với các con cháu rằng ăn cơm trước đi, mẹ đi tắm. Con cháu cũng ngoan nghe lời mà cứ chờ đợi như vậy, chờ mẹ tắm xong ra ăn, ăn chung. Thì cứ chờ lâu như vậy, người con trai thấy lâu quá, vào coi mẹ tắm sao lâu vậy. Bước vào thì thấy ủa mẹ tắm xong rồi, thì đi lên trên chỗ thờ Phật thì thấy mẹ đứng. Lỡ coi thì mẹ giáng sanh, đứng mà ra đi. Tang phục con trai, con dâu, cháu chắt làm sẵn hết luôn, chuẩn bị sẵn hết luôn, tâu vào đó. Một câu Phật hiệu, thành tựu thù thắng vô cùng. Nên tổ sư nói rằng là người niệm Phật muốn giảng sanh hay không, cái đầu tiên là bạn có tín nguyện kiên định hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Chỉ nhớ, đây là lời Phật, lời tổ tiếp tục mà truyền. Phải gầy dựng ngay tín nguyện, không thể nào ai bác bỏ chỗ này được. Không ai bác bỏ được cả. Vì tín nguyện ngay Phật, tín nguyện ngay Phật, tin ngay Phật. Bây giờ phải nhớ kỹ cái quy tắc tại sao tin ngay Phật, tin ngay lời dạy của Phật, là vì từng đời về sau nó phải tiếp tục như vậy. Nếu đưa cái tin con người thì nguy hiểm, vì lỡ gặp ngay con người này họ được, còn lỡ gặp người kia không được, mà tin con người thì tác hại lớn vô cùng. Nên tin vào ngay tín nguyện của Đức Phật A Di Đà, tin nơi nào tôi niệm Phật là nơi đó nhất định Phật sẽ tiếp dẫn tôi. Nói bà già mỗi ngày bà lễ Phật suốt, bà lễ Phật, đến khi bà giáng sanh bà đứng bà giáng sanh, thấy không, đứng giáng sanh luôn. Nên quý vị phải nhớ rằng cái tín nguyện niệm Phật là chánh tu, cái khi cuối cuộc đời người ta đến hỗ trợ vì là trợ tu, vì phải biết cái nào chính cái nào trợ. Cái tín nguyện niệm Phật là một pháp tu, còn những nhân viên hỗ trợ nó chỉ là trợ duyên chứ không phải là một pháp tu. Vì phải nhớ kỹ chỗ này, tín nguyện niệm Phật mới là một pháp tu, vì pháp tu này từ Phật, từ tổ đưa ra 48 lời đại nguyện, chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta đến khi mệnh chung, chỉ cần niệm từ một niệm đến 10 niệm thì ta đến tiếp dẫn. Đây là một pháp tu, lời của Phật dạy đây là một pháp tục, không ai thay đổi được cả. Sau này quý vị dùng cách nào thì cũng là nếu như quý vị nằm y một chỗ cũng không ai có thể dìu nổi quý vị đâu. Nên cái quan trọng là quân tập hàng ngày là chắc chắn nhất, quân tập hàng ngày là chắc chắn nhất.
Vì biết rằng người niệm Phật bây giờ hàng ngày không giữ quân tập, nhưng nghe người ta nói cái việc cuối đời người ta giúp cho giảng sanh thì ham. Nhưng đây là một điều cực kỳ nguy hiểm, tại vì hàng ngày không quân tập, cuối cuộc đời làm sao người ta giúp được mình. Giống như vị trồng một cái hạt giống, quý vị không chăm bón tưới tẩm thì làm gì có cái chuyện chắc ăn quý vị sẽ hái được quả ngọt quý vị. Có chuyện đó đâu. Nó giống như ăn cơm mỗi ngày chúng ta phải điều ăn thì mới sống. Chứ không thể nào mà nhịn ăn đến cuối cùng người ta cho ăn một miếng là có thể tiếp tục sống. Không có đâu quý vị. Nó cái gì nó cũng phải quân tập thời gian và phải rèn luyện chính mình. Đó là tâm quyết, gọi là tín nguyện niệm Phật. Tất cả những việc này quý vị phải rõ ràng, chánh chợ phải rõ ràng. Phải nhớ nghe quý vị, Phật Pháp không phải là dị tình hay là quý đầu này quý đầu kia mà chạy theo đâu. Mà Phật Pháp nó phải rõ ràng trí tuệ, cái phải xác thực nhất để mà mình đi theo. Chứ không phải là gọi là dị tình hay là ngưỡng mộ hay là thần tượng. Cái này không phải là gì quý vị có thể đi đến giải thoát đâu quý vị. 100% quý vị. Quý vị cũng không cần phải dị những đức gì cả. Tu tập trung lợi ích thì tu, tu không được lợi ích thì đừng nên tu. Cái nghe được làm được lợi ích thì nghe, còn nghe mà không thấy lợi ích gì thì đừng nghe. Tự chúng ta rút binh, không cần phải trở ngại nhau gì cả. Quý vị phải nhớ chỗ này. Nên những điều như Đức nói rất là chân thật 100%. Nên người ta tín nguyện niệm Phật, người ta thành tựu, người ta đứng, người ta đi đó. Những tấm gương giảng sanh người ta cực kỳ thù thắng. Mình bây giờ có khi lại nói lại là người xưa căn tính người ta cao. Ủa? Nếu như mình không gầy dựng tín nguyện niệm Phật gì, mình bác bỏ tín nguyện niệm Phật là mình thua rồi. Tại sao mình không chịu gầy dựng giống người ta đi? Người ta đi đầu này đầu kia, người ta lễ lại, cuối cùng con người ta khuyên người ta ở nhà lễ một A Di Đà Phật, nó thành công rồi. Mình không chịu hàng ngày quân tập tu, sao mình thành tựu có đường giáng sanh được, đúng không? Mình không chịu quân tập mà mình để đổ tội cho là căn tính mình không bằng người xưa. Người ta đưa lên cái tư tưởng là rất chân thật, rất đơn giản, còn mình đưa ra nó rất là phi thường. Đó, có nghĩa là Phật A Di Đà ngài biết cái căn tính mình càng về sau càng tệ, ngài đã đưa ra một cách tu mà chúng ta ai cũng tu được. Chí tâm tin ưa niệm danh hiệu ta, đến khi mình chung chỉ cần niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thì ta là Phật A Di Đà sẽ đến tiếp dẫn chúng sanh đó về thế giới cực lạc. Ngoại trừ những người không niệm Phật. Nhớ nghe quý vị, tại sao mình không gầy dựng tín nguyện mình niệm Phật đi? Đó, mình gầy dựng tín nguyện niệm Phật thì mình thành công. Nên mỗi một người mình khi nghe những câu chuyện niệm Phật giảng sanh mà người xưa người ta đã thành tựu, mình nghe mình tăng cái tín tâm mình lên. Đa phần là điều tín nguyện đó quý vị. Mà người ta đa phần người ta không hiểu nhiều, mà người ta được dạy là thiện căn phước báo nhân duyên, người ta hội tụ liền. Mới nói rõ ràng ra việc niệm Phật giảng sanh không phải là do con người giúp quý vị, mà là do thiện căn nhân duyên quý vị đã đến lúc chín muồi. Như Dương Đầu Ngốc, phải không? Quý vị ngồi suy nghĩ đi. Phải Dương Đầu Ngốc là phải đời này của người ta đến đây là biểu diễn, đúng không? Người ta biểu diễn đó, người ta đã đến lúc thành tựu giảng sanh rồi, người ta đến biểu diễn. Như Dương Đầu Ngốc không biết gì cả, ngốc nghếch như vậy, nói tiền còn không biết đếm mà. Quý vị nghĩ đi. Vậy mà một người thấy tội nghiệp quá đem về dạy cho niệm một câu Phật hiệu, ban đầu vừa niệm mà vừa ngủ, cầm cây ra quýnh Dương Đầu Ngốc. Rồi từ từ một câu đến 100 câu, 1000 câu, Dương Đầu Ngốc cứ như vậy mà cứ niệm, không biết gì chỉ cứ niệm Phật. Rồi từ từ Dương Đầu Ngốc quét lá cây cũng niệm Phật, giặt đồ cũng niệm Phật, nấu cơm cũng niệm Phật, làm cái gì Dương Đầu Ngốc cũng niệm Phật. Nhưng quý vị biết rằng là người thầy chỉ dạy đó lại bận biểu không niệm Phật. Khi Dương Đầu Ngốc giảng sanh thì Dương Đầu Ngốc đứng giảng sanh, Dương Đầu Ngốc khoác cười lên. Người thầy tưởng đó Dương Đầu Ngốc làm biến không niệm Phật nữa. Người thầy bước ra định quýnh Dương Đầu Ngốc, Dương thì ngốc nghếch nói rằng: thầy dạy con niệm Phật mà thầy không niệm Phật, con tới ngày giờ phải giảng sanh thế giới cực lạc rồi, ngốc nghếch như vậy đứng mà giảng sanh. Toàn là những cái nhân duyên thiện căn đến lúc thành tựu cũng được giảng sanh.
Đó là biểu diễn đó quý vị. Nên mình nghe nói rằng ai là người sẽ giúp mình giải sanh về cực lạc? Mơ hồ quá. Không có chuyện này đâu quý vị à. 100% quý vị. Mỗi một người mình, chừng nào nhân duyên thiện căn đến lúc, bản thân mình nhất định sẽ tín nguyện kiên định liền. Ai là người trong đây lòng tin cực kỳ kiên định vì sự tiếp dẫn của Phật A Di Đà, đã có lòng tin này, quyết chí niệm câu Phật hiệu này cả đời không thay đổi, thì nhân duyên này quý vị đời này sẽ giảng sanh. Đời này sẽ giảng sanh. Còn quý vị hiện tại đang niệm Phật mà đang trông chờ cái gì đó người ta giúp đỡ vì giảng sanh, là đời này quý vị không có cơ hội đâu. Không có cơ hội đâu. Lòng tin của quý vị phải là tin Phật A Di Đà cứu độ. Mà tin Phật A Di Đà cứu độ rồi, quý vị phải niệm Phật, phải tín nguyện niệm Phật, thì quý vị mới thành công con đường giảng sanh. Quý vị hãy kiểm lại chính tâm của quý vị, và chúng ta hãy kiểm lại chính chúng ta đi. Nếu như chúng ta đã tin sự cứu độ của Phật A Di Đà rồi, thì chúng ta phải chân thật niệm Phật, thì chúng ta biết đời này nhất định mình sẽ giảng sanh. Mình đã đến lúc đời này giảng sanh rồi, và mình đã đến đây, mình đã biểu diễn cái việc giảng sanh này của mình rồi, để cho chúng sanh thấy rồi. Còn nếu như bây giờ người này rất siêng niệm Phật mà họ đang trông chờ cái bên ngoài giúp đỡ, là người này sẽ không bao giờ giảng sanh. Vì sự trông chờ đó không phải là trông chờ ai với Đà Phật. Họ không phải nương ai với Đà Phật, mà tin tự bản thân họ không dám tin họ luôn. Họ đi tin người ta chứ không phải tin họ. Nhưng mà trong nhà Phật nó rõ ràng có một tín độ này, trước nhất với tín tự, rồi từ tín tự là tin mình phải niệm Phật được, rồi có bổ nguyện Di Đà là tín tha, tín tự đầu tiên mới tín tha, còn mình là tín người ta chứ không phải là tín mình, hoàn toàn sai. Tín người ta mà không tín mình là sai rồi. Nhưng Đức hỏi quý vị ăn cơm quý vị no, người ta ăn cơm người ta no, có cái nguyên lý người ta ăn mà quý vị no không? Không bao giờ có cái chuyện này. Người ta ăn mình không bao giờ no được đó quý vị à. Nó phải sáng suốt, phải tỉnh táo đi, họ phải cố gắng đi quý vị à. Đó, người ta không biết gì, ngốc nghếch như vậy đứng mà giảng sanh. Giống như lão Đức Hòa Thượng cũng vậy luôn. Quý vị đọc trong quyển sách của Hòa Thượng Hải Hiền vậy, có câu chuyện lão Đức Hòa Thượng không? Lão Đức Hòa Thượng này nói rằng là khù khờ, cái chữ Đức ở Trung Quốc gọi là khờ đó quý vị, thiệt thà đó, nên ta kêu Đức. Nên từ nơi đó mà quý vị biết rằng là rất là khù khờ. Người ta lừa gạt, người ta chỉ ông cái chỗ đó có Phật đó, ông lại đi. Cái đống phân bò đó, ông lại đi. Ông nói có Phật không? Có. Tôi có Phật thì tôi lại. Khờ đến mức như vậy mà chỉ được đúng một chỗ, là ông rất lão thật niệm Phật. Ông cực kỳ lão thật niệm Phật luôn. Đến khi cận tử nghiệp của ông thì như thế nào? Ông cứ hỏi người ta cái ngày tháng đó, ngày tháng đó, ngày tháng đó. Nói, ủa sao hôm nay? Ông hỏi ngày tháng đó hoài. Chừng nào tới ngày tháng đó báo cho tôi biết. Đúng ngày tháng đó người nói rằng ngày tháng đó đã đến rồi đó. Ông nói à được rồi. Ông đi tắm rửa đồ đàng hoàng. Rồi này kia ông ngồi ông ra đi. Ông ra đi xong rồi, cái người mà ở quê ông đi làm ăn ở xứ khác, đi qua bên đó gặp ông ở đi bên xứ bên kia. Nói ô lão Đức sao ngày qua đây? Ngày theo tôi đi về. Ngày nói cứ về trước đi. Duyên ở nơi nào thì ở nơi đó. Người ta trở về thì nói rằng ông chết mấy tháng. Kinh chưa? Nó, toàn là những người lão thật niệm Phật, thành tựu cực kỳ thù thắng. Bây giờ tại sao chúng ta niệm Phật giảng sanh ít? Vì chúng ta quá phù phiếm. Thật sự chúng ta quá phù phiếm. Chúng ta không có chịu dụng công tu. Thật sự chúng ta không chịu dụng công tu quý vị à. Mình không quân tập hàng ngày, mình không chịu niệm Phật. Mình biết niệm Phật, mình nói niệm Phật là tốt đó. Nhiều nơi cũng nói là tu tịnh độ đó, nhưng mà trong đó tịnh độ gì? Vì ngồi suy nghĩ đi, cũng là tu tịnh độ quý vị vô thì có tịnh độ gì? Có dụng công tu không? Có phương pháp tu không? Có cách tu không? Còn có tín nguyện niệm Phật không? Niệm Phật mà chỉ cần bệnh đau một cái chút xíu là chạy đi tìm thuốc, tìm bác sĩ. Vậy thì quý vị tìm hai thứ này thì cần tới nghiệp quý vị đi tìm hai thứ này thôi. Tại vì hàng ngày quý vị đã quân tập đi tìm những thứ này rồi. Còn người ta tín nguyện niệm Phật là người ta rèn, người ta đến cùng luôn, người ta cố gắng, người ta rèn luyện người ta luôn. Cái tâm người ta tin Phật như vậy nên cuối cuộc đời Phật mới đến. Tại vì quân tập hàng ngày, đến lúc rồi, Phật đến rồi. Sự trông chờ của mình hàng ngày, bây giờ Phật đến rồi.
Còn mình bây giờ mỗi ngày mình niệm Phật mà bên cạnh mình một đống thuốc để cùng thuốc kia. Nó rồi cuối cùng là mình ở đâu? Mình ở cái nơi thuốc đó chứ ở đâu? Chứ đâu có phải là mình cảm cảm với Đức Phật A Di Đà. Nên cái việc niệm Phật giảng sanh là dễ, nhưng nó không phải là để cho những người bê tha chúng ta mà thành công con đường giảng sanh đâu quý vị à. Cái tín nguyện nói là đơn giản, nhưng tín nguyện không đơn giản đâu. Nếu mà nói về tín nguyện niệm Phật, có những người tu 100 năm cũng chưa có tín nguyện niệm Phật nữa. Cho vị biết đó. Nếu như hàng ngày toàn là danh lợi, lấy đâu ra tín nguyện niệm Phật? Lấy đâu ra tín nguyện niệm Phật? Nên nói rằng là đây tu tịnh độ, đây tu tịnh độ, đây tu tịnh độ. Vì bước vô quý vị coi độ cái gì trong đó thì sẽ biết liền cái gì đó. Nó rồi họ hướng dẫn, họ nói quý vị nghe, họ có tu với quý vị không? Không bao giờ quân tập tu, không bao giờ có. Nên cuối cuộc đời đơ hết trơn. Nên chúng ta khôn ngoan, chúng ta tại nhà mình hãy cố gắng mà siêng năng niệm Phật đi. Nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không có việc nào. Cố gắng mà niệm Phật đi. Tất cả việc những đức đều làm qua hết, những đức quá kinh nghiệm rồi. Hãy cố gắng mà niệm Phật cho tốt. Còn việc gì thiện, việc gì tốt làm được thì trong phạm vi của mình làm được thì làm. Làm xong buông ra, buông ra. Hiểu không? Đừng có nên chạy theo. Chạy theo coi chừng chúng ta uổng đi một đời của mình đó. Hãy cố gắng âm thầm chân thật mà niệm Phật đi. Sẽ thấy cái lợi ích. Lợi ích là gia đạo của mình từ từ càng ngày càng tốt. Quý vị sẽ thấy quý vị niệm Phật tại nhà, quý vị tu tập giết rồi gia đạo bị càng ngày càng tốt cho quý vị thấy. Đó là câu chuyện lão Đức không biết một chữ giảng sanh rất thù thắng. Vô Hòa Thượng Hải Hiền, rồi Pháp Sư Hải Khánh, quý vị thấy không? Toàn là những người không biết chữ, mà Hòa Thượng Hải Hiền đều được thành tựu của đường giảng sanh cực kỳ thù thắng. Giống như cái bà già bán khổ, nhà quá nghèo khổ quá, có đúng một thằng con trai, cơ hội nghĩ con trai này nó giúp đỡ mình, mà không ngờ đứa con trai này nó hỗn hậu, thì bị hỗn hậu chửi mắt, bà buồn khổ quá. Duyên đặc biệt gặp một vị thầy, lại là một vị thầy tín nguyện niệm Phật. Cái này đấy đặc biệt chưa? Thấy cái duyên của người ta chưa? Người ta gặp ngay cái vị này là tín nguyện niệm Phật. Khổ quá rồi, thầy ơi con khổ quá rồi. Ủa sao bà không bán khổ đi? Khổ làm sao bán được thầy? Bà nhớ Phật bà sẽ bán khổ. Nhà của con chật chội lắm, bên dưới còn nuôi gà nuôi heo, rồi thờ ông Táo, nhà chặt chội lắm. Không sao, tất cả làm việc cứ niệm Phật, bà cứ niệm Phật, cứ chân thật mà niệm Phật. Còn lúc nào rảnh rỗi thì đi đến đạo tràng này niệm Phật, còn nếu không cứ ở nhà mà niệm Phật. Niệm Phật là cách bán khổ, nhớ Phật là cách bán khổ đó bà cụ. Một lần thôi, từ đó chân thật mà nghe lời niệm Phật chân thật. Đến một ngày nọ nói với thằng con trai, con ơi, mẹ cỡ nào cũng sanh con ra, bây giờ mẹ sắp sửa sản sanh về thế giới cực lạc rồi, con ở lại nhà bữa đó như vậy, con ở nhà lo hậu sự cho mẹ, cũng tròn cái đạo làm con. Cái người con trai nói, bà điên hả, bà giận, về cực lạc làm gì về cực lạc. Nhưng mà đến cái ngày đó tự nhiên nó nghe một cái mùi thơm, mà mùi thơm này từ xưa gì nó chưa bao giờ được nghe. Đi tìm kiếm, nhớ lại lời của mẹ nói, nó đứng ngay cửa sổ, nó coi thử làm sao. Thấy bà cụ bà đi tắm đàng hoàng, thay đồ đàng hoàng, bà ngồi niệm Phật giảng sanh, giải quyết cái khổ nhỏ ở thế gian, giải quyết cái khổ của vô lượng kiếp. Chỉ có một câu Phật hiệu, bán khổ luôn, bán đứt khổ đau luôn, về cực lạc rồi. Thù thắng như vậy tại sao không để ý? Toàn là tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc đó quý vị à. Đây là cực kỳ quan trọng luôn. Giống như cái ông lò rèn, quý vị thấy không? Ông lò rèn mỗi ngày cực khổ vô cùng, tự nhiên nhân duyên nó gặp một người xuất gia quá duyên, cúng dường một buổi cơm chay thôi. Người xuất gia hỏi tại sao ông không tu hành? Nó con bận bịu lắm, làm việc chân tay nặng nhọc như vậy làm sao tu hành đấy. Người xuất gia này nói rằng có một phương pháp tu hành mà bận bịu cũng tu được luôn. Ông chỉ cần thổi lửa cũng niệm Phật, đạp sắt cũng niệm Phật, làm việc gì ông cũng cứ niệm Phật đi. Một buổi cơm chay dạy cho một pháp tu, thiện căn nhân duyên thù thắng, đến lúc chín mùi rồi thì hiện giảng sanh, nghe lời chân thật niệm Phật. Người vợ để ý nói, ủa sao ông này lúc này cứ làm việc cứ niệm Phật suốt vậy? Người vợ đến hỏi rằng, ủa ông làm việc mệt như vậy còn niệm Phật thêm, bộ không sợ mệt thêm sao? Ông nói rằng không mệt, lúc trước mà chưa gặp thầy
không biết niệm Phật, làm việc rất mệt, rất sân si, rất khó chịu, mồ hôi mồ kê đổ ướt mình, nóng nảy sân si vô cùng. Nhưng từ khi được thầy dạy cho niệm Phật thì tí làm việc niệm Phật không mệt, không mệt, làm việc niệm Phật rất là khỏe. Người vợ này lắc đầu bỏ đi. Cuối cuộc đời của ông cũng là biết ngày giờ giảng sanh. Toàn là những người tín nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Tại sao quý vị không để ý những tấm gương này? Có rõ ràng hết trơn. Và tụi tình không ngày giảng ngày cứ kể hoài những tấm gương giảng sanh này. Vì sao? Vì đó là chúng ta làm được. Ngài kể những cái việc mà chúng ta làm được quý vị à, chứ không phải là nói cái chuyện cao xa. Nên quý vị ở tại nhà tín nguyện niệm Phật kiên định. Những việc gì giúp đỡ làm việc thiện được, đủ duyên với phạm vi mình làm được thì làm. Đừng bao giờ dính vô cái việc gì nặng gánh nữa. Hãy buông bớt ra để bản thân mình có thời gian tu. Không ai giúp mình bằng chính mình giúp mình đâu. Khi mình gặp sự cố, mình gặp nạn, mình khổ đau, bản thân mình phải đứng lên, chứ không ai giúp mình được đâu quý vị. Người ta chỉ khuyên mình thôi, mà phải gặp người khuyên chân thật kìa. Còn nếu không thì mình chịu thua. Chắc chắn quý vị chịu thua. Đó, đó là những câu chuyện niệm Phật giảng sanh. Quý vị nghe, quý vị nên gầy dựng thêm tín nguyện. Phải cố gắng mà niệm Phật. Bây giờ may mắn mình có một cái rúm này, mỗi ngày được tu gì. Quá trời đông người tu như vậy mà không chịu nỗ lực, không cố gắng. Vậy thì quý vị đi tìm gì nữa giờ? Thôi chúc quý vị an lạc nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật.